mọi người đã đến với kênh Phương NTP. Em chúc mọi người có một ngày rằm Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Thì Trung Thu năm nay vướng Covid ấy, nên là mọi người sẽ ở nhà tập trung nói chuyện thôi, chứ không được đi xem múa lân hay gì đó như mọi năm. Đó. Hôm nay em làm bánh dẻo mọi người ạ. Nguyên liệu của em có là 150g đậu đỏ và 150g đậu xanh. Em ngâm và em đã hầm rồi. Bây giờ em xay, đổ nước và em xay. Mọi người xay cho nó mịn ra là được. Xay cho nhuyễn á. Mọi người xay, mọi người đổ thêm ít nước. Mọi người cho vào khối xay hay là xay miếng xay bằng tay tùy. Hoặc mọi người có thể dầm nhuyễn cũng được. Vì mình linh rồi ấy, mình nấu rồi ấy, nó cũng dễ nhuyễn á. Tiếp theo đó em lại xay đến đậu xanh. Đậu xanh thì em cũng đổ nước vào và em xay như đậu đỏ. Để em làm nhân mọi người. Đậu xanh nhanh nhừ hơn á. Đậu đỏ hạt nó to thì nó không nó chắc hạt hơn là cái đậu xanh. Đậu xanh thì gì đấy nhừ. Khi em xay nhuyễn rồi á thì em sẽ xên nhân đấy ạ. Nhân này á với 150g đậu đỏ thì em sẽ cho 70g đường. Và 70g đường á. Và 20g bột bánh dẻo. 30g ấy, em cho bột bánh dẻo vào em xên thì em thấy nó thơm hơn ấy, rất là thơm. Tiếp theo đó thì em cho 15-20g dầu ăn. Đó. Khi đã xên và khô, mọi người thấy nó không dính tay nữa thì là được. Còn nhiều đây nhân. Em để ra đĩa cho nó khô. Tiếp theo đậu xanh em cũng xem như vậy. Đậu xanh em cũng xem với lại 20g của bánh dẻo. Và 70g đường. Mọi người ăn ngọt hơn ấy, thì mọi người sẽ cho thêm. Mọi người tăng giảm độ đường tùy thích. Em cho dầu ăn vào. Dầu ăn thì em cũng để là 15g ml đây. Mọi người xem sau khi nào nó khô xẹt lại là được. Đó. Đã xong nhẽ nhân. Bây giờ em để cho nguội. Tiếp theo đó em sẽ đi làm bột. Bột bánh này thì em mua cái bột bánh này rất là nhanh tiện, vì là trong bột bánh này có đường rồi và có cả mỡ và dầu luôn đấy. Họ làm sẵn cho mình chỉ đổ nước theo công thức thôi. Công thức của họ là 500g với 280ml, nhưng mà em chỉ lấy 230 đến 240ml thôi mà em cũng thấy nó ướt rồi đó, nó ẩm rồi đó. Mọi người cứ đổ nước từ từ ấy. Xong mọi người trộn lên. Nhồi cho nó mịn ấy. Các cái thớ bột cho nó mịn hết ra. Cái bánh dẻo này thì mọi người có thể làm nhân và có người thể không nhân cũng được. Em cũng thích ăn không nhân. Mọi người nhồi xong là mọi người để ủ bột tầm, chỉ để bột cho bột nghỉ tầm 15-20 phút.
là được, còn không phải cho gì nữa. Cái khuôn của em nó có 75 gram thôi, nên bây giờ em sẽ đi nặn nhân. Nhân của em thì em sẽ chia tỷ lệ là 2:1, là 2 phần vỏ và 1 phần nhân. Thì nhân của em nó chỉ xấp xỉ là 25-26 gram ấy. Đó. Để bột là lấy 50 gram. Em chia ra từng viên xong để cho nó cứng lại khoảng độ 1 tiếng. Cái phần khuôn bánh bèo ấy nó cố định nên là mình không thể kiểu như làm vo được, làm vo kiểu như là không may cái trọng lượng nó lớn hơn ấy thì nó sẽ hay bị thừa cái khuôn, nó không vừa khuôn nữa. Bánh nhân bánh à, vỏ bánh thì em cũng chia ra 50 gram một chiếc. Em order cái khuôn này thì nó hơi nhỏ. Thế bình thường mọi người sẽ làm cái khuôn khoảng độ là 150 hoặc 250. Đó thì nó sẽ to hơn. Cái khuôn này em mua nhỏ. Lúc em mua em không để ý là cái khuôn nó ghi là bao nhiêu gram cơ. Thế nên nó hơi nhỏ so với cái tưởng tượng của mình. Bây giờ khi mà chia bột xong ấy thì em sẽ dàn đều ra. Mọi người có thể nên dùng cây cán bột hoặc mọi người dùng các đầu ngón tay ấn cho nó dẹp ra. Cũng không bị dính tay đâu mọi người, tại vì là có dầu ở trong đấy rồi đấy. Khi nặn thành hình tròn rồi thì em sẽ để cái phần mặt nhẵn lên trên khuôn cho nó đẹp. Tiếp theo em lấy khuôn và em sẽ rải một lớp bột vào trong khuôn cho khỏi bị dính nhé. Xong mọi người đổ bột ra. Đó. Mọi người để phần nhẵn lên trên nhé. Để làm kiểu như làm hình nhé, tạo hình ở cái phần đấy cho nó đẹp. Cái phần mà mọi người viền vào đó thì mọi người để ở cuối. Chỉ vậy thôi. Thế là xong rồi đấy mọi người. À, đây là một em thỏ trắng đã xong rồi chưa, rất là nhanh luôn. Rồi đến chiếc thứ hai làm này cũng nhanh. Cái này em tạo màu một chút, em cho một chút màu hồng vào để em tạo màu. Tạo màu thì mọi người, cái bột của em lần này nó còn 500 gram nên là em phải chia nhỏ ra, không tạo được nhiều màu ấy. Còn mọi người mà có nhiều bột ấy thì mọi người sẽ chia từng khúc một, xong mọi người trộn đều luôn. Đó. Đã xong cái màu hồng rồi. Xong em lại ấn dẹt ra và cho cái phần nhân vào giữa. Xong em viền nó lại. Mặt nhẵn thì em vẫn là để lên trên. Làm một chiếc này cũng nhân đậu đỏ mọi người. Mọi người có thể làm nhân gì tùy thích. Em thích ăn bánh đậu xanh với lại đậu đỏ. Với lại nhân không có nhân đó.
khuôn này mình mua thì là có mấy hình luôn. Và đây là thành phẩm của mình. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Chúc mọi người một mùa trăng vui vẻ, một ngày Trung thu thật là vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Chúc mọi người an toàn trong mùa dịch. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Bye bye. Bye bye mọi người.